Quý vị và bà con đang theo dõi chuyên đề Bạn Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Trong nội dung của chuyên đề Bạn Nhà Nông hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và bà con những lưu ý của ngành nông nghiệp về kỹ thuật trồng chăm sóc vụ dưa hấu Tết và một số biện pháp chăm sóc gia cầm dịp cuối năm. Trước tiên, mời quý vị và bà con cùng theo dõi một số thông tin nông nghiệp. Thưa quý vị và bà con, từ khi triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, các ngành các cấp trong tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng thị trường tiêu thụ để khẳng định vị thế và từng bước nâng tầm sản phẩm OCOP Cà Mau. Tính đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau đã có 77 sản phẩm của 44 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt 4 sao và 74 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm OCOP đã được tiêu thụ mạnh tại thị trường ngoài tỉnh, được đưa vào các trung tâm thương mại, siêu thị lớn để tiêu thụ. OCOP đã mở ra nhiều cơ hội mới cho sản phẩm, các đặc sản địa phương. Trong số các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau, có trên 30% sản phẩm tăng doanh thu từ 5 đến 8%. Cá biệt có sản phẩm tăng trên 15%, giá bán tăng từ 5 đến 10%. Nắm bắt xu hướng của thời đại chuyển đổi số, các ngành các cấp trong tỉnh đã hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Hiện nay toàn tỉnh có 9 điểm bán giới thiệu trưng bày sản phẩm OCOP và 15 cửa hàng tiện lợi bày bán các loại đặc sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời tỉnh đưa vào vận hành sàn thương mại điện tử makeincamau.com. Có khoảng 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bán trên sàn. Ngoài ra, các chủ thể còn chủ động đưa sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, các chủ thể doanh nghiệp trong tỉnh tạo dựng thành công liên kết, mở rộng thị trường. Đã qua, tỉnh tăng cường tổ chức và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành phố trong nước, để các chủ thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều thị trường tiềm năng và nỗ lực đưa sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Năm 2022, diện tích gieo trồng lúa tại tỉnh Cà Mau là hơn 110.000 ha, tổng sản lượng lúa đạt trên 540,3 ngàn tấn, năng suất 4,87 tấn 1 ha. Qua thống kê, tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh hiện có 23 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa. Từ 23 chuỗi liên kết sản xuất đã tiêu thụ sản phẩm lúa với diện tích hơn 6.300 ha, sản lượng tiêu thụ hơn 30.000 tấn, bằng 5,56% so với tổng sản lượng, chủ yếu là lúa an toàn chất lượng cao, lúa tôm và lúa hữu cơ. Trong đó có 13 hợp tác xã tham gia liên kết với diện tích 1.900 ha, với sản lượng hơn 8.400 tấn lúa. Tỉnh Cà Mau có diện tích trồng chuối với gần 5.700 ha, năng suất bình quân từ 11 đến 12 tấn 1 ha một năm, tập trung ở hai huyện U Minh và Trần Văn Thời, chiếm hơn 90% diện tích trồng chuối của toàn tỉnh, chủ yếu là chuối sim trắng và sim đen. Cà Mau có khoảng 20 cơ sở thu mua chuối tập trung tại huyện Trần Văn Thời và U Minh, sản lượng tiêu thụ khoảng 10.000 tấn chuối tươi và 1.300 tấn chuối khô mỗi năm. Trên địa bàn tỉnh có 3 hợp tác xã chuyên trồng chuối gồm hợp tác xã Đồng Thuận, hợp tác xã Dạng Thuận và hợp tác xã Đại Đồng Tiến. Hiện nay, trên địa bàn chưa có chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chuối. Đối với việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngành hàng chăn nuôi, chủ yếu vẫn là trên sản phẩm thịt heo với hình thức chăn nuôi gia công giữa các doanh nghiệp. Đã có 6 doanh nghiệp, 2 trang trại nuôi tập trung liên kết với các công ty quy mô 30.000 con mỗi năm, giảm hơn 5% số lượng so với năm 2020, chiếm hơn 17% tổng đàn heo xuất chuồng của tỉnh. Hiện nay, chưa có hợp tác xã tham gia liên kết trong lĩnh vực này. Hiện nay, bà con nông dân ở các huyện Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh và thành phố Cà Mau đã và đang xuống giống vụ dưa hấu Tết. Để có quả dưa hấu to, ngon và đẹp, thu hoạch đúng Tết, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau khuyến cáo bà con cần chú ý đến các yếu tố kỹ thuật trong canh tác vụ dưa hấu Tết. Các loại giống bà con hay trồng gồm Sugar Baby, giống thụ phấn tự do, trái tròn, nặng khoảng từ 3 đến 7 kg, ruột đỏ, dễ bông ruột, hạt đen, vỏ mỏng, chịu được chuyên chở xa, thời gian sinh trưởng từ 65 đến 70 ngày. Dưa hấu an tim, các giống an tim đều sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, chống chịu bệnh tốt, dễ ra hoa, đậu trái, năng suất cao và phẩm chất tốt, trọng lượng trái từ 6 đến 9 kg, thời gian sinh trưởng từ 65 đến 75 ngày, năng suất từ 25 đến 45 tấn trên 1 hectare, tùy giống dưa.
hiện nay đã có các giống An Tim 95 phù hợp dưa Tết. Ngoài ra còn có các giống dưa hấu như Tiểu Long 246, Hắc Mỹ Nhân 1430, Thành Long TN 522, Xuân Lan 130. Chọn đất trồng dưa hấu có tầng canh tác dày, không nhiễm phèn, nhiễm mặn, dễ thoát nước, mực nước trong mương tưới phải thấp hơn mặt liếp ít nhất 15cm. Với nhiều gia đình, vụ dưa hấu Tết mang đến nguồn thu nhập ổn định để gia đình đón một cái Tết sung túc đầm ấm. Đây cũng là nguồn tích lũy tái đầu tư sản xuất. Cách trồng dưa hấu thì đã được chia sẻ rất nhiều, song trong kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu cũng còn nhiều điều mà bà con cần đặc biệt lưu ý để có một mùa dưa hấu Tết bội thu. Hộ bà Trần Thanh Nga, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm đã trồng dưa hấu bán Tết hơn 20 năm nay. Mùa dưa Tết Nguyên Đán Quý Mão, gia đình tiếp tục duy trì ruộng dưa với diện tích 10 hectare với 10.000 dây giống mặt trời đỏ. Những cơn mưa kéo dài thời điểm gần đây khiến việc chuẩn bị mặt ruộng trồng dưa cần đầu tư nhiều hơn. Gia đình cũng đã bê bờ, phơi đất, rải vôi, bón lót bằng phân. Hạt giống được ươm từ ngày 9 tháng 10 âm lịch, phát triển tốt, tỷ lệ đạt trên 90%. Gia đình sẽ xuống giống vào ngày 20 tháng 10 âm lịch để kịp bán Tết. Với kinh nghiệm trồng dưa hấu bán Tết nhiều năm, bà Nga chuẩn bị đầy đủ để có vụ dưa bội thu. Năm 2021, với giá bán sỉ 13.000 đồng một ký, bán lẻ 15.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí, gia đình còn lời được khoảng 300 triệu đồng. Quen rồi mình cũng kinh nghiệm, mình ươm giống rồi mình xuống ruộng rồi mình làm thì cái nọ cho nó thuận lợi, mùa cho nó tốt, trái rồi mình phân thuốc rồi mình lấy cho nó đạt chuẩn vậy đó, thì trái nó tốt chứ có gì đâu. Năm nào cũng vậy đó, năm nào cũng khoảng mùng 9 hoặc là 12, nếu trễ lắm là gầm là mình cũng xuống hạt trong đó hết rồi, bắt đầu cỡ 25 là mình xuống ruộng dứt điểm, thì cỡ 25 Tết trở lại 20 đó là lúc đó mình thu hoạch xong rồi đó. Năm nay tỉnh Cà Mau có trên 200 hectare trồng dưa hấu Tết, tập trung nhiều nhất tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau với khoảng 95 hectare. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm khi bà con làm đất chuẩn bị xuống giống dưa cuối tháng 10 và đầu tháng 11 dương lịch, xuất hiện những cơn bão đợt mưa kéo dài từ 5 đến 7 ngày, ảnh hưởng khâu làm đất. Đặc biệt những ruộng dưa dưới chân ruộng lúa nước ngập, việc bơm tát lên luống gặp trở ngại. Để chuẩn bị tốt cho khâu làm đất, bà con nên chọn dùng tơi xốp thoát nước tốt và đất không bị nhiễm phèn mặn. Do năm nay, thời gian phơi đất không được nhiều, bà con cần bón vôi từ 50 đến 100 kg cho 1.000 mét vuông, sau đó mới lên luống. Cái clip để bà con trồng cái dưa, dưa Tết đó, thì bà con cái clip giữa cái tim mương này cách tim mương kia thì 5 đến 6 mét. Hoặc đối với như diện tích rộng thì bà con cũng nên làm nó rộng hơn 7 mét, cũng là điều kiện để và tốt cho cái dưa của mình nó phát triển. Và cái mặt luống thì bà con nên làm cho nó có cái chiều rộng khoảng từ 0,8 đến 1 mét để cho đất đai nó nhiều, để sau này mà cái rễ nó có nhiều cái dinh dưỡng. Trước khi xuống giống, bà con nông dân nên bón phân hữu cơ trên các clip trồng dưa hoặc súp ba lân, liều lượng từ 30 đến 50 kg trên 1.000 mét vuông. Mặt liếp cách mặt ruộng từ 40 đến 50 cm để tránh ngập khi mưa. Đồng thời đậy màng phủ để đỡ tốn chi phí phân bón và công làm cỏ. Dây giống bà con cần lựa chọn mua có nguồn gốc rõ ràng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống quốc gia, được phép lưu hành. Hạt dưa cần được ươm khoảng từ 7 đến 10 ngày trước khi đưa xuống ruộng. Mật độ xuống giống cũng không được quá dày như với giống dưa An Tim từ 700 đến 800 giây trên 1.000 mét vuông. Tại các lỗ xuống giống, cần xử lý nấm Trichoderma để phòng chống hạn chế bệnh chết cây con, chạy dây, lỡ cổ rễ. Bà con trồng xong, bà con xuống giống thì bà con cũng nên chăm sóc. Thì 7 đến 10 ngày sau khi bà con xuống giống thì bà con cũng thăm cái ruộng dưa của mình, bà con xem nó phát triển như thế nào, và đồng thời bà con cũng nên dặm lại những cái dây dưa nó đã chết, nó đã bị ốc ăn đó, và những cái dây dưa mà nó phát triển không đồng đều, có hiện tượng nó bị yếu, nó bị bệnh thì bà con cũng nên loại bỏ những dây dưa này, và bà con đem cái dây dưa ở trong nhà mình đã có ương để mà đem ra để mà mình lắp lại cái chỗ đó để mình dặm lại đó,
tránh trường hợp bà con dậm chễ quá thì nó sẽ phát triển không đồng đều, và những cái dây dưa bà con dậm chễ quá thì những con bọ dưa nó tập trung lại đó, nó sẽ ăn cây dưa đó, không phát triển luôn, ăn chết luôn. Thời điểm từ 7 đến 10 ngày sau xuống giống cần quan sát dây dưa. Nếu đang phát triển không được xanh, hơi ngã vàng, có thể dùng 2 kg ure, 1 kg kali pha nước tưới ngay gốc dưa cho 1.000 mét vuông ruộng. Từ 20 đến 25 ngày tiếp theo khi dây dưa đã bò, nên xem tiếp tục bón phân lần thứ hai với liều lượng như lần thứ nhất. Để vụ dưa hấu kịp phục vụ thị trường Tết, bà con cần đảm bảo xuống giống trước ngày 25 tháng 10 âm lịch. Thời điểm này, nông dân tỉnh Cà Mau cũng đang tái đàn gia cầm nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột khiến gia cầm không kịp thích nghi, sức đề kháng giảm, dễ mắc bệnh. Để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, người chăn nuôi cần lưu ý đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Hộ bà Lê Thị Phôi, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau là một điển hình chăn nuôi hiệu quả tại địa bàn trong nhiều năm nay. Ngoài những mô hình bền vững mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định như cá chình, cá bống tượng, trồng cỏ, nuôi bò, mô hình nuôi gà chăn thả giường cũng được bà thực hiện hơn 2 năm nay nhằm tăng thu nhập, có chi phí trang trải hàng ngày, đầu tư việc học của con cái. Gà nuôi được chọn giống nòi lai Bến Tre, gia đình xây dựng 3 chuồng, diện tích từ 70 đến 100 mét vuông. Nền đất lót chấu, xung quanh xây gạch và tận dụng diện tích đất vườn sẵn có để thả gà. Trung bình gia đình duy trì từ 1.500 đến 2.000 con, chia chuồng nuôi theo lứa. Cứ cách tháng, gia đình sẽ chọn những con gà đạt trọng lượng để xuất bán, sau đó lại tiếp tục thả thêm con giống mới. Chỉ tính riêng nguồn thu từ gà, mỗi tháng gia đình bà có thêm thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Quan trọng nuôi gà thì nuôi chung vậy thôi à, chứ kinh tế gia đình thì mình thấy mình nuôi cho đựng chi phí trong nhà rồi này kia vậy đó, với tiền cho con đi học. Ăn thì chị khoảng tháng rưỡi thì chị trồng với lúa cho ăn, rồi còn như nước uống thì chị cho uống nước sạch, rồi hàng tuần vậy đó chị gắt vôi 2 lần với sát khuẩn rồi đó, rồi quét chuồng trại rồi này kia cho nó sạch sẽ. Thì chị có úm vô 1.000 con đó, thì Tết này chị ra 1.000 con thì chịch thịt đó, thì cho nó chắc đó, thì chị cho ăn lúa, chị thả cho nó đi thả vườn nè. Vậy nó ăn là nó đi, vậy là thịt nó đã chắc, nó ngon rồi. Thời điểm cuối năm từ khoảng tháng 10, những đợt không khí lạnh ùa về, hệ hô hấp tiêu hóa của gia cầm dễ bị ảnh hưởng nếu không được chăm sóc tốt. Bà con cần chăn nuôi đúng kỹ thuật, đặc biệt chuồng trại phải được che chắn nên có rèm che tránh mưa tạt, gió lùa để tránh gia cầm bị lạnh. Trong quá trình nuôi nên bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, thức ăn cần được bảo quản nơi cao ráo, tránh ẩm mốc, còn thời hạn sử dụng và phù hợp với các giai đoạn phát triển. Ngoài ra nên ấm đèn đối với gà từ 1 đến 21 ngày tuổi và đàn vịt từ 1 đến 15 ngày tuổi. Trong quá trình nuôi có thể bổ sung thuốc ấm, vitamin C, men tiêu hóa, B complex. Giai đoạn gà chuẩn bị thay lông, từ gà giò chuyển sang giai đoạn xuất chuồng, cần bổ sung thêm vitamin tổng hợp để giúp gà có bộ lông đẹp, có đủ dưỡng chất, xuất bán có giá trị cao hơn. Để giúp cho cái đàn gà, đàn vịt mình nó đạt đủ cái trọng lượng bà con mình mong muốn và cái phẩm chất thịt nó ngon, thì trong cái giai đoạn mà khoảng tầm 1 tháng rưỡi trở về cái lúc mình xuất chuồng thì bà con mình cũng nên bổ sung. Ví dụ như mình có thể sử dụng như thức ăn địa phương, ví dụ như bà con có thể bổ sung thêm những cái thức ăn như là lúa tấm, hoặc là bà con có thể có vỏ đầu tôm, bà con có thể là giã nhuyễn, xay nhuyễn để mình trộn vào cái thức ăn hàng ngày để giúp cho cái phẩm chất thịt của đàn gà mình nó thơm ngon, đàn vịt mình nó thơm ngon. Thì để giúp cho cái việc đó nó có hiệu quả nữa thì bà con cũng có thể mình có thể sử dụng một số cái loại rìm mít khoáng hiện nay nó có thông dụng trên thị trường, thì bà con mình ra tiệm thuốc thú y mà bà con có thể mua một gói thuốc khoáng tầm 100g, 200g đối với tùy vào cái số lượng bà con mình nuôi mà mình bổ sung, thì bà con có thể là pha vào trong cái thức ăn hoặc nước uống để bổ sung thêm. Bà con cũng nên tiêm phòng đầy đủ vaccine về dịch tả, gumboro, cúm gia cầm đúng lịch. Khi gà được 1 tháng tuổi trở lên, bà con có thể tiêm tụ huyết trùng. Khâu vệ sinh sát trùng nên được thực hiện định kỳ 7 ngày một lần, với thời tiết bình thường bằng vôi bột hoặc một số hóa chất khử trùng thông dụng.
Nếu những thời điểm chuyển mùa có mưa, bà con có thể tăng tần suất sát trùng từ 3 đến 5 ngày một lần. Hộ chăn nuôi nên bố trí chuồng nuôi ổn định cho gia cầm để tránh vi khuẩn virus tấn công, giữ ấm kể cả lúc gà lớn hoặc khi còn nhỏ. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Bạn Nhà Nông kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và bà con chuyên đề tiếp theo với những thông tin hữu ích khác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là những lưu ý trong chăn nuôi heo phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Xin chào và hẹn gặp lại!